Thưa đại chúng, kính bạch Chư Tăng, thưa đại chúng, cái bài kinh chiều nay ấy nó có một nội dung rất là đặc biệt, bởi vì một người thờ Phật mà không có biết cái bài kinh này đó thì không xong. Mình xin hỏi cái bài giảng chiều nay mình có ghi âm không ạ? À, cảm ơn, cảm ơn. Nó có ghi âm mình nói khác. Đó, không ghi âm mình nói mà có cách nào mình chối được á. Thế coi bắt đầu sao đây? Trời nóng quá nghĩ không ra. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện bên Thiền Tông, Nhật Bản. Cảm ơn, cảm ơn. Câu chuyện bên Thiền Tông Nhật Bản. Là có người hỏi thiền sư, vậy chứ vô ngã làm sao? Vô ngã làm sao? Mấy người ngồi ở xa tít dưới kia có nghe không? Hỏi thiền sư với vô ngã làm sao? Tôi nhìn đi nghe pháp mà dắt con theo tôi ngán quá đi. Nghe con cái đâu nghe pháp. Hỏi thiền sư vô ngã làm sao? Thì thiền sư mới trả lời thế này. Nghe cho kỹ nha. Nghe cho kỹ nha. Trong đêm tối, ta đang chèo một chiếc thuyền đi trong một cái vùng nước không đèn. Hình lên chiếc thuyền của ta bị một chiếc thuyền khác tông vào. Đương nhiên là ta rất là khó chịu, đúng không? Vừa giật mình hoặc là vừa rất là giận, giận hoặc là giật mình. Nhưng nếu ta nhìn trên chiếc thuyền đó không có người thì cái cảm xúc của ta có khác không? Hả? Khác ha. Rồi, một chuyện. Chuyện thứ hai. Nếu mình nè, người đang chèo cái chiếc xuồng mà mới bị tông ấy, mình nè, ông mập đó đó, ông mập đó đó, ông đang chèo mà cái chiếc xuồng tông mà ông nhìn qua, ông thấy trên xuồng nó không có người, thì cảm giác ông khác đúng không? Một. Trường hợp hai. Mình là đàn ông, mình nhìn qua chiếc thuyền đấy, mình gặp một người con gái thiệt là đẹp, nó tông mình cảm giác khác phải không? Đấy. Hoặc là mình là một người thiếu nữ mà cái đứa tông mình á, nó thiệt là đẹp trai thì tình hình nó khác đúng không? Hiểu không? Như vậy thì trước sau cái chiếc xuồng mình cũng bị tông thôi, nhưng mà tùy vào cái việc mà mình nhìn thấy cái gì trên chiếc thuyền kia. Có hiểu cái này không? Có hiểu tôi nói gì không? Trước sau gì mình cái thuyền mình cũng bị tông, nhưng mà khi mình nhìn lên cái chiếc thuyền kia, một là không có người, hai là cái người đó là cái người mình thích, mình mến, thì tình hình nó khác nhiều lắm. Bây giờ nghe kịp chưa? Khác nhiều lắm. Đây cũng vậy. Xưa giờ đó, từ lúc mình còn bé, bắt đầu biết nhận thức, biết phân biệt. Này, mình cứ luôn luôn mình nghĩ cái cục nợ này nè, cái thân xác, cái hình hài này là của mình, nó là mình, nó là của mình. Khi mình nghĩ như vậy đó, ai mà khen mình á, mình rất là vui, bởi vì mình nghĩ rằng tôi được khen, hiểu không? Và nếu ai chê mình á, thì mình nghĩ rằng tôi bị chê, chưa? Cái đó mới về phía mình thôi, còn về phía cái người khen nè, mình nghĩ rằng tôi được cái bà đó khen, tôi được cái ông đó khen. Tôi bị cái bà đó chê, tôi bị cái ông đó chửi. Như vậy thì khi nào mình còn nghĩ mình nè là một cái gì đó quan trọng, và cái người khác á là một cái gì đó quan trọng, khi mình thấy cả hai bên đều là cái gì đó quan trọng thì mình rất dễ bị tổn thương. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần,
mình cầm cái tô, mình đứng trên lầu 10, mình thả xuống cái tô đó nó sẽ bị vỡ, đúng không? Nhưng nếu mình thả một cọng rơm hay là một tờ giấy xuống dưới đất thì sao? Bây giờ hiểu chưa? Khi mà mình thấy mình chỉ là một cọng rơm, một tờ giấy đó, thì cái khả năng tổn thương của mình đó, nó ít đi. Hoặc là bằng không. Hoặc là bằng không. Bằng zero. Nhưng mà khi mình thấy mình là một cái gì đó quan trọng ấy, thì tình hình nó khác nhiều lắm. Tôi hiểu tôi nói gì không? Tôi ví dụ, nếu chiều nay mà quý vị nhận được cái kết quả xét nghiệm từ bệnh viện cho biết rằng các vị bị ung thư kỳ cuối, thì các vị nhìn cuộc đời có khác không? Có hiểu tôi nói, có hiểu câu hỏi không? Mình biết mình là ung thư kỳ cuối, mình nhìn cuộc đời nó khác. Nhưng mà chính vì mình nghĩ mình còn sống lâu, mình còn rất nhiều cái hy vọng, rất nhiều cái hoài bão, từ đó mình mới thấy cái sinh mệnh của mình đó là cái gì đó rất là quan trọng. Và từ đó, cái gì mình có và cái gì mình không có, cái gì mình bị và cái gì mình được ấy, nó rất là lớn chuyện. Rất là lớn chuyện. Hồi nãy giờ tôi đi một vòng, các vị có đoán ra được tôi nói cái gì chưa? Có nghĩa là khi mình coi nặng bản thân mình quá, thì mình trở thành ra một cái bia to đùng. Mà cái bia to, cái bia càng to thì mình cái khả năng bị bắn trúng rất là cao, đúng không? Em tôi nói tiếng Việt có hiểu không? Khi mình thấy mình là quan trọng thì mình sẽ trở thành là một cái bia, và cái bia lớn lắm, cái bia càng lớn thì mình trở thành ra là cái đích nhắm của người của cuộc đời. Nhưng nếu mà mình hiểu rằng mình chỉ là một cái khối tổng hợp của các điều kiện tâm sinh lý, mình biết rằng cái gọi là ông A và B nó chỉ là một cái khối tổng hợp của từng cái hơi thở ra vào của từng cái tế bào, đơn tử. Mình biết rằng mình ấy chỉ là cái chỗ gặp nhau của các thứ hóa chất. Mình những thứ hóa chất đó thú vị thay. Thú vị thay. Khi mà viết tắt nó thành ra chữ chôn trong tiếng Việt. Ở đây có ai cái viết không? Tôi đọc từng chữ cho. Một là chữ C. C là carbonic. Thứ hai là chữ H, tức là hydrogen. Thứ ba là chữ O là oxygen. Và chữ N là nitrogen. Cộng 4 này là chữ chôn, đúng không? Hả? Hả? Thì đúng rồi. À, cộng 4 lại thành ra chữ chôn. Mà thật sự chúng ta là vậy. Chúng ta hôm nay cái mặt mình ấy, mà nó nhăn một tí chịu không nổi. Đuôi mắt có chân chim mình chịu không nổi. Tóc bạc một tí mình chịu không nổi. Cái vòng bụng mà nó to một tí mình chịu không nổi. Vân vân và vân vân. Chứ thử thời bây giờ mình nín thở trong vòng 15 phút. Mình mất thở trong 15 phút. Thì tối nay người ta đem mình đi đâu mình cũng không có màng, đúng không? Tôi nói đúng không? Nếu bây giờ các vị mất thở trong vòng 15 phút thì đêm nay người ta để các vị nằm ở ngoài sân, các vị có giận không? Sao không ai biết? Tôi hỏi, ai hiểu tôi hỏi gì không? Nếu bây giờ quý vị tắt thở trong vòng 15 phút thì đêm nay người ta đem các vị, người ta liệng xuống cống, các vị cũng không có giận, là vì lúc đó các vị chỉ là một cục thịt. Và tôi nói các vị nghe cái này, các vị đừng có buồn. Lúc đó các vị còn tệ hơn con heo nữa. Vì con heo đó người ta đem người ta cân ký được. Đúng không? Mấy cái quán ăn đó, chỉ cần nó xác định không phải là heo bệnh nên là các vị có giá lắm. Còn cái con người mà các vị nói không, cái này là hoa hậu. Mới đạt giải tuần rồi. Thì theo các vị cái xác của hoa hậu với xác con heo cái nào có giá hơn? Phũ phàng chưa? Phũ phàng chưa? Nếu mà nàng không chết thì một nụ cười của nàng đổi được 1.000 con heo. Một nụ cười thôi. Chưa kể bữa nào mà nàng hờn giỏi mắt, giỏi hờn môi, hờn giỏi mắt buồn, môi hờn giỏi là còn đã nữa. Nàng chỉ liếc, nàng chỉ lườm một cái là 2.000 con heo. Mà má lúng đồng tiền mà nó chỉ nhúng một phát là 5.000 con heo, đại gia nó trả liền. Vậy mà buồn thay. Chỉ cần nàng quên thở trong 15 phút thì mấy chục ký lô của nàng không bằng cái đùi heo. Các vị có hiểu không? Và tôi nói thiệt, tôi nói thiệt, đêm nay mà cho tôi ở chùa Định Huệ này
không có ai có một mình tôi với cái xác của nàng, tôi cũng hơi ngại. Ngại, ngại lắm. Ngại, nhất là đang ngồi dầm dầm mà thấy con mèo đen nó đi ngang mà cũng ngại. Không biết là truyền thuyết đó là quỷ nhập tràng có thiệt không, mà tối mà thấy con mèo đen đi đi ngang thì cũng ớn. Đấy. Nói vui vậy thôi, tôi muốn phanh phui ra cho bà con thấy đời nó bạc lắm. Đêm ngủ sáng ngày, một nửa người không nhúc nhích được thì bao nhiêu gia tài, bằng cấp, danh phận, tình cảm, quyền lực, quen biết không có giá trị gì hết. Tôi là một thầy tu, tôi từng đi thăm bệnh với người Phật tử bị liệt, tôi biết họ có tất cả, nhưng mà khi nằm liệt rồi thì cái gì cũng bằng không. Tôi ở Mỹ, tôi từng tụng cho mấy cái đám mà ông bố nằm trong quan tài, một rừng con trai con gái dâu rể toàn là bác sĩ luật sư, nó đi toàn là Lexus, BMW, Audi, Mercedes, nó đậu đầy cái bạc kinh. Mà cái hòm mà ông bố nằm thì nó cũng y chang cho mấy cái hòm mà của người nghèo ở đây, có ai biết đó không? Bên mình thì giàu thì cái hòm đắt tiền, bên Mỹ thì không. Bên Mỹ thì cái quan tài mà ta liệm là cái quan tài của nhà quan, thì nó đem mình vô trong đó rồi ta đút mình vô đó, cái quan tài đó nó đậy 2/3, còn 1/3 là nằm trên đây nè, nó mở lên cái khúc này cho mình nhìn. Rồi tới lúc thiêu thì nó bỏ mình vô trong cái hòm bằng gạch tông, nó thiêu, còn cái hòm định giữ lại nó liệm người khác. Có trường hợp như vậy, có trường hợp đó. Thì tôi quay trở lại cái chữ vô ngã trong đạo Phật. Vô ngã trong đạo Phật là chỉ là một cái ý niệm, một khái niệm thôi, một khái niệm. Có nghĩa là xưa giờ mình thấy mình là một cái gì đó rất là quan trọng. Từ đó nó mới có cái tôi là, và nó có cái của tôi. Đúng không? Tôi là ông này, tôi là bà nọ, tôi là tiến sĩ, tôi là bác sĩ, tôi là ông này, tôi là bà kia. Có cái tôi là. Và thứ hai nữa là cái ý niệm của tôi, vợ tôi, chồng tôi, nhà tôi, đất của tôi, tài sản của tôi, quyền lực, tiếng tăm, uy tín của tôi. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi là chuyện thứ nhất, cái gọi là tôi nó chỉ là cái đồ lắp ráp. Thứ hai, cái món đồ lắp ráp đó nó hiện hữu được là nhờ vào vô số những điều kiện. Có hiểu không? Tôi hỏi các bà con nha. Bà con, theo bà con, một nụ cười trên môi dễ hay khó? Thấy chưa? Thấy chưa? Từ hồi nhỏ đến lớn, sống mấy chục năm, ăn bao nhiêu tấn gạo, bây giờ nghe người ta hỏi một câu đó, bắt đầu nghĩ lại hết hồn. Tôi hỏi lại nha. Một nụ cười trên môi các vị dễ hay khó? Nhiều người nói dễ ẹt à, nhưng mà tôi biết nó khó. Tôi nói thiệt, nó khó chỗ nào? Mình đang bị đau bụng mình có cười nổi không? Mình bị nhức răng, mình bị chóng mặt mình cười nổi không? Mình nhận một cái email mà có cái nội dung tiêu cực mình là cười nổi không? Cô đang cười cười, cô nghe cái beng cô mở ra, cô thấy một cái tin nhắn mà nó hơi kỳ cục, mình có cười nổi không? Nhức đầu, đau răng, chóng mặt, tiêu chảy, đau thận, đau lưng, ung thư. Và nhẹ nhất là một cái tin nhắn, một cái email, một cú phone cách đây 15 phút. Tất cả đều ngăn không cho mình cười. Có hiểu tôi nói gì không? Hả? Hiểu không? Bây giờ bên ngoài đang mưa lớn. Thí dụ như vậy. Và tôi sắp lên tôi giảng, rồi tôi nhận được cái tin nhắn. Sư ơi, con không tới rước được. Sư giảng xong tự đi Grab. Là bắt đầu tinh thần tôi đi xuống rồi. Nó xuống. Hoặc là con mời sư về nhà tối nay, nhưng con có việc sư đứng chờ trước nhà khoảng nửa tiếng con về. Mà trời Sài Gòn như thế này, mà tôi đứng chờ nửa tiếng, cái việc nghĩ còn gì là cái đời trai của tôi. Chỉ một tin nhắn đó thôi, thì cái cảm nhận của tôi về thế giới khác đi nhiều lắm. Ông Nguyễn Lê nói thế này, cái răng đau trong miệng của mình, cái răng đau trong miệng của mình, nó đối với mình nó lớn chuyện hơn là 1 triệu người bị chết đói. Cái đó đúng hay sai? Ở đây có ai hiểu cái này không?
Mình đọc báo mình thấy Ukraine đang bị Nga đánh, người Palestine đang bị Do Thái đánh, rồi tình hình chính trị ở Miến Điện đang bất ổn. Mình biết đủ thứ chuyện hết á. Mình biết rằng Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ con kênh Phù Nam của Campuchia, toàn là chuyện lớn không. Vậy chứ mấy cái chuyện đó cộng lại nó không bằng cái răng đang đau của mình, có đúng không? Dễ sợ như vậy. Và chính vì mình coi nặng mình quá, cho nên chúng ta mất rất là nhiều cái thời gian tâm tư, rất nhiều thời gian tâm tư và công sức để đầu tư cho cái cục nợ này. Khổ thay, cái ý tưởng mà đầu tư đó không mấy khi nó được toại nguyện. Đâu có ai muốn mình già, nhưng mà chắc chắn phải có lúc già. Đâu ai muốn mình bị bệnh, nhưng chắc chắn có lúc mình bị bệnh. Đâu có ai muốn mình bị mất cái này mất cái kia, đâu ai muốn mình bị chê, nhưng mà mình phải bị mất mát, phải bị chê bai, cái chuyện đó rất là tự nhiên. Bài giảng chiều nay tôi giảng theo cái sắp xếp rồi, tôi giảng về cái kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này có nhiều cách giảng vì chúng ta có thể nhìn về bài kinh này từ nhiều góc độ khác nhau. Có một điều tôi chọn cái cách tiếp cận bài kinh này từ cái ngõ bình dân nhất, bình dân nhất. Bởi vì cái bài kinh này nó có một cách giảng rất là hàn lâm, rất là hàn lâm. Nhưng mà bà con ở đây nhìn cái mặt hàn tính chứ không phải hàn lâm. Cho nên thôi tôi giải cái kiểu bình dân đi, giải thành vậy. Ví dụ như như truyện Kiều đó, nó có nhiều cách giảng lắm. Ví dụ như cách giảng văn chương ấy, là xè xè nắm đất bên đàn, rầu rầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Nếu mà giảng theo văn chương đó, thì nó rối lắm, nhưng mà giảng theo cái kiểu mà vệ sinh đó, thì đó là một người tiểu bậy. Xè xè nắm đất bên đàn mà rầu rầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh thì nghe nó dễ hiểu hơn phải không? Đó gọi là ecology toilet, tức là toilet sinh thái. Thì là có nhiều cách để chúng ta tiếp cận một văn bản. Đó là tôi đang nói đùa kiểu, tôi không dám đùa tặng kinh, không dám đùa kinh điển nha. Thì cái lý vô ngã hồi nãy tôi bắt đầu bài giảng bằng cách là tôi kể bà con nghe câu chuyện về cái chiếc thuyền mà đi trong đêm ấy. Cái đó rất là quan trọng. Khi thuyền ta nó bị tâm mà ta nhìn trên chiếc thuyền nó không có người, thì cái cảm nhận của ta lúc đó khác nhiều lắm. Cũng vậy, mình chưa có biết đạo, mình cứ nghĩ lén nghĩ là mình là một cái gì đó rất là ghê gớm. Khi mình nghĩ mình là một cái gì đó rất là ghê gớm ấy, thì cái lời khen tiếng chê, sự tôn trọng và sự xúc phạm của người khác đối với mình, nó có một cái tác động rất là lớn. Nhưng mà nếu tự mình thấy mình hiểu mình không là gì á, thì lúc bây giờ mình trong kinh đó mình giống cái gì? Mình giống như cái tấm lưới không có bị tấn công bởi gió, mình giống như cái đầu kim không có giữ lại cái hạt cải, mình giống như cái lá sen không có giữ lại nước. Thấy kịp không? Mà nếu mà nói theo thế gian, nghe cho kỹ chỗ này, tôi thiết tha mong bà con chịu nóng nghe cái mấy cái này rất là quan trọng. Phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này luôn làm tròn trách nhiệm nhưng không hề thấy mình là quan trọng. Làm ơn về tối về suy nghĩ câu này giùm. Phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này luôn làm tròn trách nhiệm nhưng mà không thấy mình quan trọng. Có nghĩa là sao? Tôi là một ông sư, tôi sống hết mình với trách nhiệm của một ông sư đối với bản thân, đối với Phật tử. Quý vị là một người mẹ, một người vợ, một người cha, một người chồng, thì các vị làm hết bổn phận của một người cha, người chồng, một người mẹ, một người vợ, nhưng làm hết trách nhiệm, làm hết bổn phận thôi, nhưng mà luôn luôn hiểu rằng mình chỉ là con số không. Mà mình hiểu một cách thật lòng, chứ không phải là do ông sư ông nói như vậy, trong kinh nói như vậy, là mình ráng mình nghĩ. Không phải, sự thật nó là như vậy. Đây là lý do vì sao mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy cho mình các cái đề mục để tu thiền, để mình thấy mình không là gì hết. Tôi kể từng cái cho nghe. Một, có đề mục hơi thở không? Hít vào biết rõ đang hít vào, thở ra biết rõ đang thở ra. Tại sao phải như vậy? Chuyện thứ nhất, nó giúp cho mình tập trung tư tưởng, không có nghĩ tầm bậy. Nhưng mà cái chuyện thứ hai mới ghê. Nếu mà người đó có căn có duyên,
Khi mà họ theo dõi một thời gian như vậy đó, họ nhận ra những cái điều mà xưa giờ họ không có thấy. Đó là khi mà họ hít vào thở ra mà họ thức, họ thở trong cái sự tỉnh thức, đến một lúc nào đó, một cách trung thực, một cách trung thực, một cách khách quan, một cách bình tĩnh, họ sẽ thấy rằng đời sống của mình nó chỉ là từng hơi thở ra vào thôi. Các vị nhìn giùm tôi cái chiếc xe hai bánh nó đang chạy trước cổng chùa đó, chiếc xe Honda, chiếc xe đạp. Cái phần diện tích mà của bánh xe mà nó dính trên đường, cái phần diện tích đó nó không có đáng gì so với tổng diện tích của chiếc xe, có đúng không? Có đúng vậy không ta? Chiếc xe 4 bánh cũng vậy, chiếc xe 18 bánh cũng vậy. Tổng diện tích, tổng trọng lượng của chiếc xe đó là một con số rất lớn, nhưng mà cái diện tích của cái phần vỏ xe mà ăn trên đường thì rất là nhỏ, đúng không? Thì mình cũng vậy. Dù chúng ta có một cái thân phận ghê gớm như thế nào, thì cái phần mà mình gắn với cuộc đời này chỉ nằm ngay chỗ này thôi mà, biết không? Nó có thở ra mà nó không có vào là xong. Tôi nói đúng không? Mình có một thân phận rất là ghê gớm, mình rất là nổi tiếng, mình là nữ hoàng, mình là thủ tướng, là tổng thống, diễn viên, tài tử, người mẫu, bla 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 bla. Nhưng mà chỉ có hơi thở thôi. Nó có ra mà nó không có vào là xong. Tôi hỏi các vị nha, một hơi thở có tốn tiền không? Không. Và thời gian của một hơi thở có lâu không? Rồi. Chính cô nói nha, hơi thở không tốn tiền, hơi thở không có lâu, đúng không? Rồi. Thời gian của một hơi thở đó là ngắn, và hơi thở thì không có cái tốn tiền. Và hơi thở của mình có ảnh hưởng đến vũ trụ xung quanh không? Không, đúng không? Tại sao không dám gần? Các vị hít thở và có ảnh hưởng thế giới không? Bây giờ mới thấy, thấy không? Bao nhiêu năm ăn bao nhiêu gạo mà bây giờ nghe một câu hỏi rất là bình thường, không dám trả lời. Hơi thở của mình không có tốn tiền nè, hơi thở của mình không có lâu nè, rồi hơi thở của mình có ảnh hưởng tới thế giới xung quanh không? Tùy. Nếu ông Putin bây giờ mà ông ngưng thở thì tình hình thế giới có thay đổi không? Nếu mà ông Hoàng Ả Rập, ông vua dầu hỏa mà giờ ông lăn rồi ông chết thì mấy cái chứng khoán của bên Trung Đông có thay đổi không? Và thị trường hàng hóa của Việt Nam có thay đổi không? Nếu mà cái nội các của Do Thái mà nó ngưng thở được 15 phút là Palestine nó nhảy lên tới trời. Mà nếu bây giờ tôi nín thở thì sao? Các vị đứng dậy ra về với một nụ cười mãn nguyện. Hiểu không? Thế giới này nó là một cái sự tổng hợp của rất là nhiều thứ. Nhân duyên mà mình tưởng nó ghê gớm lắm. Không, nó rất là đơn giản. Nguyên cái cục diện chính trị và quân sự ở Ukraine, ở Palestine, Do Thái, nguyên cái thành phố Doha và Dubai vàng son tráng lệ của Ả Rập Xê Út, tất cả đó, tất cả những thứ đó nó lập tức thay đổi 180 độ nếu mà ai đó đang cầm đầu đất nước đó, lãnh đạo đất nước đó mà họ không còn thở nữa. Thì như vậy các vị thấy, trong trường hợp nào đó cái sinh mệnh của chúng ta nó không có quan trọng, chúng ta rất là bé bỏng, rất là vô nghĩa, vô vị, vô dụng, vô ích. Nhưng mà trong những trường hợp nào đó, cái hơi thở của một người, nụ cười của một người, nó làm thay đổi cả một đất nước. Thay đổi một đất nước. Cho nên nó là cái chữ vô ngã trong đạo Phật có nghĩa là sao? Là hiểu được rằng vốn dĩ không có cái gì đáng để gọi là tôi hay của tôi. Hiểu được vậy thôi, mà hiểu một cách thật lòng nha, thật lòng, hiểu một cách thật lòng. Đúng là mình hiểu như vậy đó. Thì cái cách nhìn của mình về thế giới này nó thay đổi rất là nhiều. Tôi xin nhắc bà con một chuyện, thế nào ở đây cũng có không ít người nghĩ rằng nói thì dễ, làm thì khó quá sư ơi. Tôi nói thật, nghe cho kỹ chỗ này nha. Khó cũng phải làm. Vì nếu hôm nay mà không ráng làm ấy, thì mai này đó mà đụng chuyện gặp cái đổ vỡ, gặp cái mất mát, chịu không nổi. Tôi hỏi các vị ngồi trước mặt tôi, các vị có còn ghen không? Ở đây có ai còn có khả năng ghen không?
trước mặt tôi là thánh chúng hay sao mà không ai dám? Các vị có biết ghen là gì không? Các vị có biết nỗi đau của người bị đang ghen không? Các vị có biết cái nỗi đau của người đang bị mất tiền không? Các vị có biết nỗi đau của cái người mà đang bị tai tiếng không? Tai tiếng, mất tiền, mất tình, đang bị đe dọa. Có hiểu không? Khi mà các vị thấy mình là quan trọng ấy, thì trước những cái tình huống đó các vị khổ ghê lắm. Lúc đó các vị sẽ nhớ văng vẳng của lời của tôi nói chiều nay tại chùa Định Huệ. Giá mà mấy tháng qua, giá mà mấy năm qua, mình ghi nhớ cái điều đó. Mà mình làm cái, mình quán niệm cái đó, mình sống trong tinh thần vô ngã bằng cách nào? Một chữ thôi. Practice. Tập. Tập. Người ta giỏi thì người ta tu tập, còn mình dở thì mình tập tu. Hiểu không? Người ta giỏi mình người ta tu học, còn mình chỉ học để tu. Tập. Nhớ. Nhớ. Đức Phật dạy mình cái cách mà quán niệm vô ngã đó là làm cái gì, làm cái gì thì cũng bằng chánh niệm. Làm cái gì cũng bằng chánh niệm. Ví dụ như hít thở vào ra bằng chánh niệm, ăn uống bằng chánh niệm, sinh hoạt bằng chánh niệm, cái điều đó nó làm cho mình có cái lợi là chi? Thứ nhất, khi mà mình chánh niệm ấy, nó không có tạp niệm. Chúng ta khổ là vì chúng ta vọng tưởng, chúng ta khổ là vì chúng ta vọng tưởng. Đó là một. Cái thứ hai mới quan trọng nè. Khi chúng ta làm cái gì mà cũng bằng chánh niệm, làm cái gì cũng dồn hết cái tâm ý vào trong đó, chúng ta sẽ phát hiện ra một việc rất là quan trọng. Thì ra tôi là một con số không. Tôi nhìn cái ánh mắt các vị tôi buồn quá. Không hiểu hả? Khi mà liên tục sống bằng cái tỉnh thức, làm cái gì biết cái đó, thì chúng ta sẽ có dịp nhận ra mình là con số không. Là vì sao vậy? Mình biến đổi không ngừng. Hồi nãy mình thiện, bây giờ mình ác. Hồi nãy mình buồn, bây giờ mình vui. Và tập thấy liên tục như vậy, liên tục một ngày, hai ngày. Các vị có nghe cái chữ tự kỷ ấm thị không? Đây có nghe cái chữ đó không? Tức là một ngày, hai ngày mình thấy cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà nếu mình tập trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, sẽ có lúc mình làm được chuyện đó. Tôi xin thưa với đại chúng, tôi không biết bà con nghĩ gì về tôi. Nhưng mà trong nhiều năm nay tôi treo trước mặt tôi hai cái công án. Mặc dù tôi không phải là hành giả, nhưng mà vì tự cứu mình tôi phải treo hai cái. Một là làm thế nào mà để mình có thể được bình tâm trước thị phi. Khen cũng nguội ngắt, mà chê cũng nguội ngắt. Tôi treo cái đó, tự tôi dặn lòng tôi phải làm sao mà càng về lớn tuổi mình càng được bình thản, càng trở nên bình thản trước cái thị phi. Và cái thứ hai đó, cái công án thứ hai mà tôi treo á, là làm sao mình có thể tự tại trước cái chết. Đương nhiên tôi còn phàm 100%, nhưng mà tự tôi biết đúng ra cái chuyện này rất là bậy khi mà mình nói về bản thân, nhưng mà chỗ này không thể không nói, chỗ này không thể không nói. Tức là tôi so tôi và tôi bây giờ và tôi nhiều năm trước ấy, thì cái khả năng chịu đựng thị phi của tôi bây giờ tốt hơn xưa rất là nhiều. Khi tôi nghe ai đó khen, tôi chỉ tự hỏi lòng tôi thôi, được bao lâu, tại sao khen, khen cái gì và ai khen. Tự mình hỏi vậy cái mình nguội ngắt à, tại sao khen, lý do, mà khen cái gì, đó là nội dung. Được bao lâu và cuối cùng là ai khen. Không phải ai khen cũng giống nhau. No, no, no. Không phải ai khen cũng giống nhau. Không phải ai khen cũng nhau. Khen cái gì, ai khen và lời khen đó nó tồn tại được bao lâu. Khi mà trước cái lời khen mà mình làm được chuyện đó, thì trước cái tiếng chê mình sẽ vững ghê lắm. Mình cũng lặp lại cái câu hỏi đó. Tại sao người ta chê, người ta chửi mình, người ta chửi, người ta chê mình chuyện gì, và cái lời chê, lời chửi này kéo dài được bao lâu, và cuối cùng ai chê mình, ai chửi mình. Và tôi làm chuyện đó không phải là vì tôi tu hành ghê gớm, mà chỉ vì tôi cứu mạng tôi. Bởi vì nếu mà tôi không có làm được chuyện đó, tôi chết, tôi khùng lâu lắm rồi, cái gì biết không.
Như chẳng hạn trước khi tôi đi lên xe, tôi qua bên đây nè, có một người tôi giả định là người đó thương tôi, chứ tôi không biết có phải thương thiệt không nữa. Việt Nam mà thập xanh thì ít, là lý thông thì nhiều. Nó để thế này: sư, người ta chửi sư con binh sư nè. Mà tôi dò cái nó chụp cái hình mà ta chửi đó, thì tôi thấy rằng cái mà ta chửi đó, tôi đọc không có giận bằng cái mà nó binh. Cái chịu nổi không? Cái mà ta chửi đó, động tôi không có giận, mà tôi giận là tại sao nó binh, mà nó binh ngu quá. Giá mẹ em đừng có binh, em để cho tôi chết tôi còn mát ruột. Em nhào với em binh mà em binh ngu quá. Hai thằng đánh nhau, nó nhào cho nó ôm mình, cho kia đập mặt mình. Em hiểu không? Chứ mà nó để mình rảnh tay rảnh chân thì được, khỏe quá không. Nên là nó nhào cho nó bảo vệ mình bằng cách là nó ôm chặt mình, cho thằng kia nó dậm mình thoải mái, dậm miễn phí. Cái bị hiểu không? À. Rồi cho nên là bây giờ tôi dòm quá, tôi thấy ai cái mặt cũng gian hết trơn á. Nó khen mình chắc gì nó khen thiệt, còn nó chê mình thì thường là chê là tới hai chê thiệt lắm à. Nhưng mà mình hiểu tại sao nó chê, tại sao nó chửi mình phải hiểu chứ hả. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, bây giờ cái khả năng chịu đựng thị phi của tôi tốt hơn tôi mấy năm trước rất là nhiều. Vì sao? Không phải là tôi tu hành ghê gớm, mà vì tự vệ, tự phải cứu tôi chứ. Nhưng mà còn cái vụ thứ hai mới chua, đó là làm sao mà bình thản trước cái chết. Cái đó tới bây giờ mình phải nhìn nhận là có lẽ mình có khá hơn mình rồi đó, khá hơn mình mấy năm trước, và mình có khá hơn một vài cư sĩ, nhưng mà cũng còn nặng lắm. Thí dụ các vị biết tôi bay như chim, mà các vị biết tôi bay lia lịa, tôi bay suốt từ đây, từ hồi năm hai hồi dịch Covid đó, suốt 3 năm tôi có bay. Mà từ cuối năm 2022 cho tới bây giờ là tôi bay chắc cậu chắc cả 100.000 cây á, 100.000 cây tôi bay như chim. Mà cái gì biết, cứ mỗi lần mà nó bị turbulence mà nó nhúng chứ một cái là hết hồn. Anh thấy ai bị cái đó chưa? Dân nào bay mới biết cái đó. Lúc có tha hồ nghĩ bậy. Đang đang ngon lành cái nó rớt xuống một cái. Thằng đi rớt xuống một cái. Có bữa các bạn biết là tôi đang ngủ ngon mà tôi nghe phi công họ thông báo. Mà nó đang ok không có gì hết mà nghe phi công thông báo tôi cũng ghét nữa. Tại vì ổng báo trước cho mình để mình rung á. Ổng báo trước để cho mình rung á. Thì lúc đó tôi mới thấy rằng chưa, nội công còn yếu lắm. Mặc dù theo trong kinh ý, đứng trước cái chết mình chỉ nghĩ thế này: xưa giờ ta chỉ là một nắm cát, và hôm nay nếu có chuyện gì thì nắm cát ấy bị bung ra, thế là hết. Không, tôi nhắc lại: xưa giờ ta chỉ là một nắm cát, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra thì ta chỉ là một cái nắm cát bị bung ra. Nhưng mà phải thường xuyên tu tập cái đó, nếu không là đụng chuyện là nó rung cho chết. Có người họ chết, họ bị ung thư mà không chết vì ung thư, mà chết do cái tinh thần bị xuống. Có hiểu cái đó không? Chết do cái tinh thần bị xuống. Họ chết trước khi mà các tế bào ung thư nó đánh sập tiệm họ, là họ đã chết do sợ, do xuống tinh thần. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bày ra cái phương pháp chống ung thư, đừng có hiểu lầm nha. Nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng là coi chừng chúng ta đừng để mình bị gọi là ngã gục trước khi mình bị té. Cho nên ở bên Pháp ấy, trong cái nghĩa trang quân đội ấy, nó có một cái câu như thế này: trước cái mộ bia của một ông tướng Pháp ấy, nó có một câu thế này: ngà nơi đây đời đời yên nghỉ của tướng quân APCF gì đó, xuống hàng 5 phút trước khi chết ngài vẫn còn sống. Có thể ai hiểu câu này không? Câu này có phải huề vốn không? 5 phút trước khi chết ngài vẫn còn sống. Có thể ai hiểu không ta? Khổ vậy đó. Thấy không? Tôi mốt không có về định huệ giảng nữa. Tôi giảng cho các vị vị mà tôi sợ ma muốn chết luôn vậy đó. Vì sao vậy? Vì chỉ có giảng cái nghĩa trang người ta mới không có hiểu thôi. Chỉ giảng ở nghĩa trang nó mới rùng rợn như vậy. Chứ nếu giảng cho một cái đám đông mà người còn sống thì cũng phải có người hiểu người không. Cái này mà giảng cho nó nhìn cái mặt nó lạnh ngắt. Ghê quá này. Đấy. 5 phút trước khi chết ngài vẫn còn sống, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước khi chết không bao lâu ngài vẫn rất là
năng động vẫn rất là tích cực, vẫn không ngừng, vẫn không ngừng cống hiến, vẫn không ngừng để lại những là đóng góp cho cuộc đời 5 phút trước khi chết, nhớ ha, nhớ. Còn mà có nhiều người đó là họ mấy chục năm trời họ chỉ là cái xác chưa chôn thôi, mặc dù họ vẫn ăn uống đi đứng, nhưng mà họ thứ nhất không hề có đóng góp cho cuộc đời, thứ hai là họ luôn luôn sống trong thất niệm, ăn mà đang ăn mà cái đầu nghĩ đến chuyện khác, đang uống mà cái đầu nghĩ đến chuyện khác, đang tắm rửa nhớ đến chuyện khác, đang đi nghĩ đến chuyện khác. Nói chung họ giống xác chết ở 2 điểm: một, sinh hoạt mà không biết mình đang sinh hoạt; hai, không có một đóng góp nào cho cuộc đời; ba, là không hề bận tâm đến ai, sống bận tâm ta hết, có nghĩa là họ có đủ ba cái gọi là cái đặc điểm của một xác chết, nhớ cái đó rất là quan trọng. Nè, nhớ rất là quan trọng. Thì chúng ta sống như thế nào đó mà để trước khi chúng ta chết chúng ta vẫn có giá trị trong những giây phút cận tử. Ừ. Tôi nói hoài, có những người sống lâu chỉ để thành đồ đồ cổ, có người sống lâu để thành đồ cũ. Đồ cũ nó khác đồ cổ, có nhớ này không? Có khác không? Đồ cũ nó khác đồ cổ. Ừ. Có những người họ sống càng lâu thì cái đóng góp cho cuộc đời nó càng lúc nó càng ghê gớm, nó càng thâm hậu. Ví dụ như ông Tuệ Sĩ, ông trước khi mất, ông vẫn còn có những cái đóng góp rất là quan trọng cho Phật giáo Việt Nam. Và ông mất rồi mà có biết bao nhiêu người muốn nắm níu lại cái bóng hình của ông trong tuyệt vọng, ước gì có thể đưa tay ra mà nắm được cái vạt áo của ông, của Hòa Thượng. Mà trong khi đó có những người cái chết của họ nó không phải là cái sự vắng, mà không phải là cái sự mất mát, mà nó chỉ là sự vắng mặt. Có hiểu được 2 chữ này khác nhau phải không ta? Mất mát và vắng mặt. Có những người chết chỉ để là sự vắng mặt, nhưng có những người chết là một sự mất mát. Có người chết, có người sống là một sự đóng góp, mà có người sống chỉ là sự góp mặt. Chỉ góp mặt với đóng góp khác hơi giống. Hả? Góp mặt có nghĩa là góp phần chen lấn. Còn đóng góp là khác, đóng góp có nghĩa là từng cái hơi thở của mình á và đem lại cho đời một cái gì đó. Và tôi xin nhắc lại một câu nói của bên Chúa, của bà Teresa: nếu ta không làm được việc gì to tát thì ta nên làm những việc nhỏ bằng một cái trái tim vĩ đại, hiểu không? Nếu không làm được chuyện lớn thì cũng đừng có thích làm lớn chuyện, rất là quan trọng. Và tôi quay trở lại, phúc thay cho kẻ nào sống có trách nhiệm nhưng luôn hiểu mình chỉ là con số không. Có hiểu tôi nói cái này không? Luôn sống một cách trách nhiệm nhưng mà phải hiểu mình là con số không. Và cái giá trị của một người nó không nằm ở cái lòng tự đắc của người ta, mà nó nằm ở cái khả năng khiêm tốn. Được cái câu này, cái việc có hiểu câu này không? Giá trị của một người nó không nằm ở cái ngẩng đầu, mà nó nằm ở cái cúi đầu khiêm tốn. Cái bông lúa nào nó đầy á, thì cái nó gục xuống, mà cái bông lúa mà nó non nó mới ngẩng lên, có đúng không ta? Nhớ cái đó rất là quan trọng. Và biển là một cái nơi mà thấp nhất trên trái đất, cho nên biển chứa được nhiều thứ lắm. Núi cao cho nên núi không có chứa được như là biển, hiểu không? Cái người khiêm tốn là cái người chứa được rất là nhiều cái phúc lộc từ cuộc đời. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật dạy rất là rõ: yêu thương từ tâm nhưng mà không ái luyến, trắc ẩn nhưng mà không có bi lụy, tự tin nhưng mà không có tự đắc, khiêm tốn nhưng mà không có mặc cảm. Có phân biệt được mấy chữ này không ta? Nghe kịp không? Yêu thương muôn loài nhưng không dính mắc một ai, biết chạnh lòng trắc ẩn nhưng mà không có bi lụy yếu đuối, luôn luôn tự tin nhưng mà không có tự tôn tự đại,
luôn luôn khiêm tốn nhưng mà không có mặc cảm tự ti, luôn luôn hiểu mình là con số không, nhưng cái giá trị của con số không nó tùy thuộc ở chỗ là ta đặt nó ở đâu. Có hiểu tôi nói gì không? Hả? Các vị ký cho tôi một cái check, tôi thêm số không được không? Hả? Các vị cho tôi tiền Việt Nam là 100.000, tôi thêm một con số không nữa, số tiền nó khác phải không? Tôi bôi đây cũng một số không thì cái giá trị nó khác đúng không? Cho nên chúng ta chỉ là một con số không. Có một điều con số không nó đã đặt ở đâu, thế là giá trị nó thay đổi. Và nếu chiều nay quý vị hỏi tôi, xưa sư nói về vô ngã, vậy sư cho con một cái công án để con thiền được không? Được. Các vị về lấy một cái marker, một cái viết mà khó phai, viết lên trên người của mình một câu: tôi chỉ là tờ vé số chưa dò. Cái hiểu không? Cái hiểu không? Hiểu câu nói mà hiểu ý nghĩa của nó không? Tôi chỉ là một tờ vé số chưa dò có nghĩa là sao? Cái giá trị của chúng ta nó sẽ được xác định khi mà chúng ta nằm xuống. Nghe kịp không? Hễ còn sống là chúng ta còn có thể đóng góp cho cuộc đời và chúng ta còn có thể là một con người có giá trị. Nghe kịp không? Sài Gòn có một câu: chưa tới 4 giờ chưa biết ai hơn ai. Có không? Có câu đó không? Có hả? Có. Chưa ngáp ngáp thì chưa biết đời ai ra sao. Hiểu không? Cứ coi 100 năm của mình là 4 giờ chiều. Mình đang dò, đang dò, đang dò. Có người chết rồi, chôn rồi mới biết là tờ vé số đó. Trật. Cho nên, tôi mong trước mặt tôi là những đại lý vé số. Có một điều tôi đang chờ, xem 4 giờ của chúng ta. Có ai trúng không? Chưa biết. Khi mà nó trật rồi thì một đống rác nó dọn mệt. Dọn mệt. Vô ngã là vậy đó quý vị. Vô ngã là những con số không. Nhưng mà phải sống làm sao cho con số không đó có giá trị. Hiểu không? Quý vị đừng có làm cho tôi phải sợ ma chứ. Mình là những con số không nhưng phải sống làm sao cho có giá trị. Mình là những tờ vé số chưa có dò. Nhưng mà mình phải làm sao cho nó trúng vào phút cuối, trúng vào cái lúc 4 giờ của cuộc đời mình. Thì cái 4 giờ của đồng hồ là giống nhau, nhưng mà 4 giờ của cuộc đời thì khác hay giống. Có người 70 tuổi mới là 4 giờ, có người 50 tuổi ra là 4 giờ đúng không? Có hiểu tôi nói gì không? Có người 90 tuổi mới là 4 giờ. Thì các vị tự xét coi cái sức khỏe của các vị bây giờ các vị đang mấy giờ. Tôi thấy cái mặt bà đâu chắc chắc 3 giờ 50 rồi vậy. Mà có 3 giờ 50. Ấy giờ, cho nên chiều nay tôi nắm tay quý vị đi vào cái bài kinh vô ngã từ một cái cánh cửa đằng sau hè. Cửa sau mà nếu dịch ra tiếng Hán nó kỳ dữ lắm, cho nên tôi nói tiếng Việt. Có nghĩa là lựa cái cánh cửa đi vô cho nó dễ đi một chút. Vô ngã là vậy đó. Hiểu được mình là do các điều kiện mà có. Các điều kiện mà có. Và thứ nhất, cái lý do mà mình có mặt là do các điều kiện. Và cái hình thức có mặt của mình là gì? Là sự nối kết, là sự tổng hợp của các thành tố. Và cái nguyên tắc hiện hữu của mình là gì? Là cái sau nó tiếp nối, nó thay đổi cái trước liên tục như vậy. Thì đương nhiên đây là mặt lý thuyết. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta nói với nhau như vậy, nói với nhau như vậy. Nhưng mà phải thực tập, phải thực tập chứ không phải là nghe như vậy rồi thì đủ rồi, nghe vậy là đắc đạo thì không. Phải thực tập. Ngay cả một cái chuyện rất là nhẹ, đó là chuyện ăn kiêng. Cái chuyện ăn kiêng không thể nào mình nghe người ta nói một sớm một chiều rồi mình ăn kiêng được đâu. Khó lắm quý vị, rất là khó. Nhớ nha, rất là khó. Này, có một kiến thức cơ bản về rau trái củ quả, có một kiến thức cơ bản thế nào là tiểu đường, thế nào là cao máu, thế nào là sỏi thận. Có một kiến thức cơ bản về cái lợi ích và cái nguy hiểm của các thứ thức ăn. Có một kiến thức cơ bản rồi thì sao? Bắt đầu ăn kiêng. Chứ còn mình không thể nào mà mình chỉ học một tháng trời về các cái thứ thức ăn rồi tự nhiên có người nó khỏe ra, không được.
Không thể nào mình treo hình một ông lực sĩ hoặc là một cái người mẫu thể hình treo trên rách đi ra vô ta cầm cái mặt đa nô một cái visa nha, làm sạp rồi nhìn hình nó khỏe là không có. Nhưng mà đa phần Phật tử mình là đều như vậy hết, treo hình Phật xong rồi sống bất thiện hy vọng giải thoát, treo hình một người mẫu trên vách dưới đây ăn nguyên một tô mì gói mong có vòng ba vòng hai, có không? Có, tất cả chúng ta đều như vậy hết á. Cho nên phúc thay cho kẻ nào sống tròn trách nhiệm. Nhiều người hiểu lầm cái này, cái đó đạo Phật kêu buông bỏ, cái là họ bèn bỏ hết, bỏ vợ bỏ con đi theo bà hàng xóm, cái đó không phải. Buông bỏ đây có nghĩa là anh vẫn tiếp tục sống có trách nhiệm, nhưng mà anh hãy nhớ rằng trách nhiệm là cái chuyện mà mình phải làm, đó là một. Thứ hai, giá trị của mỗi người là biến mình nè trở thành một con số không có ý nghĩa, biến mình thành một tờ vé số chưa có giò, có hiểu không? Cho nên ở đây ai thấy mình không tiền bạc, không nhan sắc, không sức khỏe, tiền bạc, nhan sắc, sức khỏe và bằng cấp, thì cũng đừng có mặc cảm tự ti, mà hãy nhớ rằng mình giàu có là con số không, mình vẫn có thể đóng góp được cho thế giới trong cái khả năng của mình vẫn có thể tờ vé số chưa có giò. Khi nào mà quý vị có cái lòng bỏ cuộc thì ngay lúc đó lập tức các vị đã đứng trước cái đồng hồ 4 giờ. Chỉ vậy thôi. Và nhớ ngay bây giờ phải thực tập ngay bây giờ. Tất cả tôi chỉ là một chiếc thuyền đi trong đêm tối của cuộc đời. Tất cả những va chạm nhắm vào chiếc thuyền của tôi đều là những chiếc thuyền không có người. Không phải dễ dàng khi khơi mà mình nghĩ đó không phải là người, mà chỉ là mù sương, không phải dễ đâu. Phải tập rất là nhiều nhiều, nhiều năm, nhiều tháng mới làm được cái đó. Tất cả chỉ là mù sương. Do cái điên đảo mộng tưởng, do cái ảo giác, mình thấy mình là quan trọng, mình thấy người kia là quan trọng. Thế là bất cứ một cái khen chê, một cái động thái nào của đối phương đều khiến mình trở nên bị tác động nghiêm trọng và sâu sắc. Tôi nói có nghe kịp không? Bây giờ hên cho các vị, tôi đã có tuổi, tôi nói chậm lắm rồi. Tôi nói thều thào và thôi thóp lắm rồi. À, chỉ thương là trời nóng mà quý vị nghe được như vậy. Thì theo tinh thần trong kinh, để chịu đựng được cái nóng này nè, vẫn là tinh thần vô ngã. Quan sát cái nóng, nó là một cái khoảnh khắc mà mình gọi là khó chịu. Mình ngồi xem coi cái phản ứng tâm lý của mình trước cái nóng nó ra sao cũng là một cách tu. Và tôi chốt lại bài giảng này bằng hai câu nói. Một, tất cả những gì mà chúng ta nhận được từ cuộc đời, dầu đắng cay hay là ngọt ngào, đó là cái quả báo của đời trước. Nhưng cái phản ứng tâm lý của chúng ta trước cái cay đắng ngọt ngào, nó chính là cái nhân lành hay là nhân ác của ta trong đời này. Hiểu không? Hiểu không? Cứ nhớ cái đó, cứ nhớ như nít học bài vậy đó. Rắn là loài bò sạc sạc không chân. Rắn là loài bò sạc sạc không chân. Cứ học vậy đó. Thì cứ nhớ thế này, tất cả những cái sung sướng, đau khổ, buồn vui, từ thân tâm hồn đến thể xác, đều là cái quả xấu của đời trước, cái quả của đời trước. Nhưng mà cái phản ứng tâm lý của tôi trong ngay đời này, ngay giây phút này nè, chính là cái nhân thiện, nhân ác của tôi đời sau. Người có tu, có học đạo, khi mà đứng trước một cái quả báo thiện hay là ác, buồn vui, thì người ta có một cái thái độ tỉnh táo, không có bị lúng như trong đó. Lúng là sao ta? Sướng quá quên tu, khổ quá quên tu, gọi là lúng trong quả. Hiểu không? Rồi cái tâm niệm thứ hai, cái quả nó không quan trọng, mà nó quan trọng là cái phản ứng tâm lý của chúng ta. Cái phản ứng tâm lý của chúng ta trước những cái buồn vui đó, trước những cái khen chê, do cái quả xấu hồi xưa chúng ta bị người ta chửi nha, do quả xấu mình bị người ta chửi. Nhưng mà cái phản ứng tâm lý của mình trước cái tiếng chửi đó đó,
nó lại là cái nhân mới cho kiếp khác nữa. Thế là chúng ta cứ quẩn quanh trong cái cõi luân hồi nha. Tôi biết các vị cũng đông lắm, buồn ngủ lắm. Để mà tôi phải ráng nói cho nó tròn một tiếng. Một tiếng chưa ta? Chưa hả? Thì cái bài kinh Vô Ngã Tướng này nè, nó sâu ở chỗ này nè, là tiếp tục sống giữa cuộc đời này, giữa hai bờ nhân quả, với nhận thức giữa hai bờ nhân quả, thì đó được gọi là trí tuệ vô ngã. Tôi nhắc lại, vô ngã là cái chuyện đương nhiên. Thật ra không có cái ngã thì làm gì có cái vô ngã. Nhưng mà sở dĩ nói cái vô ngã ở đây có nghĩa là một cái lời kêu gọi của Đức Phật cho chúng ta nhớ rằng cái ý niệm về ngã là sai, vì cái ngã vốn không có thật. Mà tại sao cái tôi nó không có thật? Tôi mấy chục kilo này rõ ràng mà tại sao nó lại không? Nó có mấy chục kilo nhưng mà nó không có cái gì mà đáng để gọi là tôi hay của tôi. Là vì sao? Vì trong kinh này nói rất rõ, nếu cái cục thịt này là tôi, là của tôi, là tôi có thể dàn xếp, đấy, dàn xếp, sắp đặt nó như ý tôi muốn, có một điều là nó không phải là của tôi. Cho nên ngay bây giờ tất cả mọi thấy tôi nói ào ào vậy, chứ còn bây giờ chỉ cần tôi bước ra đường xe nó quất cái rầm, cái chuyện mà tôi bị xe tông nó không phải là nằm trong ý muốn của tôi. Cái chuyện mà tôi bị đột quỵ ấy, nó cũng đâu phải là nằm trong ý muốn của tôi. Cái chuyện một lát nữa tôi xuống dưới đây là tôi bị đau quằn quại vì ruột thừa hay là vì sỏi thận hay là sạn mật, thì cái đó là phải trong ý muốn của tôi, không phải do cái duyên nghiệp, phải cái duyên nó đến đủ thì tự nhiên tôi bị cái đó. Nghe kịp không? Mình chỉ là cái chiếc lắng trên cái dòng chảy của nhân quả, do nghiệp xưa, nghiệp tiền kiếp, mà bây giờ mình bị hay là mình được cái gì đó, đó là nhân xưa. Còn nhân ai là sao? Ngay trong kiếp này tôi đã sống như thế nào, tôi đã sinh hoạt ra sao, tôi đã hành động ra sao, nó lại là nhân hiện tại. Toàn bộ đời sống mình nó do nhân xưa và nhân nay. Nghe kịp không? Nó chỉ vậy thôi. Do nhân xưa và nhân nay mà mình bị hoặc mình được cái gì, thì cái bị và được đó được gọi là quả. Thì trong kinh nói cái nhân quả, chính cái nhân quả nó làm nên cái gọi là vô ngã. Ở đây không có ai ở đây hết mà tất cả là do nhân quả. Tôi hỏi các vị nha, cái hộp quẹt ấy, khi mình chưa có bật nó lên, nó có lửa trong đó không? Nhưng mà muốn cho có lửa thì mình, vì trước khi mình bật lên thì lửa có hay không có, nhưng mà cần lửa thì có, phải không? Rồi chuyện thứ hai, trước khi ngón tay mình chạm vào tiếng, chạm vào cái dây đàn thì tiếng đàn nó nằm ở đâu? Không có. Nhưng mà khi ngón tay mình chạm vào dây đàn thì tiếng đàn nó bung ra. Mà khi mình khẩy được một lúc cái mình không có khẩy nữa thì tiếng đàn đó nó đi đâu? Đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó mất. Xong chưa? Rồi một chuyện nữa, trước khi mà mình mồi lửa thì cái ngọn nến, cái ngọn ngọn lửa trên cây nến nó có hay không? Và sau khi mình thổi đi rồi thì ngọn lửa đi về đâu? Nó không có duyên thì nó mất, đúng không? Cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ mình là quan trọng không mà, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ hiện hữu có mặt trên đời này trên nguyên tắc nhân quả, y như là ngọn lửa trên cây nến, như là ngọn lửa trên cái hộp quẹt, như là tiếng đàn trên cây đàn vậy thôi. Nghe kịp không? Và tôi rất lấy làm tiếc là quý vị nghe mấy cái đề tài này nè, các vị nghe không nổi, các vị khoái cái gì mà cho nó hơi bông hoa chim cò nó mới vui, chứ còn nghe ông giảng cái đề tài nó ghê quá. Tôi mấy chục ký lô mà nãy giờ ông cứ nói tới nó luôn, và ông nói tôi không có, tôi không có, mệt quá. Tôi nhìn cái mặt của các vị tôi nhớ có cái lớp học giáo lý, ông sư phụ ông họ ông giảng về cái lý vô ngã, giảng cả năm trời vậy đó. Thì cái ông nói rằng là bàn ghế cũng chỉ là cái sự giả hợp,
của đất nước lưỡi gió. Một con người đẹp xấu già trẻ cũng là sự tổng hợp của hồn và xác của các thành tố tâm sinh lý. Ông giảng một năm rồi, như vậy thì đến cái ngày cuối cùng của cái năm học, ông mới viết trên bảng cái đề thi: các con hãy chứng minh cái ghế thầy ngồi là không có. Có hiểu không? Các con hãy chứng minh cái ghế của thầy ngồi là không có. Thì bữa hôm sau ông nhận là một sấp bài tập, đứa này đứa kia chứng minh tùm lum hết. Gỗ vốn không có thật, gỗ chỉ là đất nước lửa gió, còn cái chữ thầy ở đây nó cũng chỉ là danh sắc, là năm uẩn cấu tạo, nói tùm lum hết trong đó. Cuối cùng trong đó có một cái bài thi mà viết có một câu mà ông chấm là hạng nhất. Cái đề thi là: các con hãy chứng minh chiếc ghế thầy ngồi là không có. Thì cái bài thi mà được điểm 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 cao nhất để thế này: thưa thầy, chiếc ghế nào ạ? À? Hiểu không? Hả? Hiểu hả? Cái đó mới ghê, nó vốn không có mà chứng minh làm cái gì, hiểu không? Bắt đầu tôi rùng mình rồi đó, tôi nhìn tôi thấy mấy cái hồn ma Halloween. Tôi có nói với mấy người ngoại quốc á, họ hỏi tôi vậy chứ ở Việt Nam có ăn Halloween không, tôi nói có mà không có vẻ mặt cứ bình thường nha. Hỏi ở đâu, tôi nói trong mấy cái pháp hội á. Vô tiếng Pháp thấy ghê lắm, vô có rùng mình từng cơn vậy nè. Tiếng Pháp mà cái mặt nó đơ ra vậy nè, nó giống như cương thi vậy đó. Tào, tôi có quen ông Tào, ông hỏi thì Việt Nam có tin cương thi không, nó làm gì tin đầy chùa, đầy chùa vậy đó. Nó vô chùa mà giảng nó nghe cái mặt nó như cương thi vậy đó. Rồi Mỹ tôi cũng nói họ, tôi nói Việt Nam Halloween quanh năm, cứ thuyết pháp là Halloween, cái mặt nhìn tái mét vậy đó. Mà thuyết pháp vô hồn, họ cái chỗ cần gật thì nó không gật, mà cần lắc nó không có lắc, mà con mắt nó đứng tròng giống như mannequin vậy đó. Ghê muốn chết luôn vậy đó. Ghê lắm. Đấy. Cho nên nói tới nhân quả đó, tôi chốt này cho bà con về đấy, cái mặt bà con mệt lắm rồi. Tôi tới bên Nam tôi cũng chưa quen giờ Việt Nam, chưa có quen nữa. Rồi trưa coi như là nó nóng đến mức mà ăn không được luôn. Và cái bụng của tôi bây giờ nó giống như một cõi đi về trong, nó trống lỏng vậy đó. Thì trong kinh nói nhân, toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ gói gọn trong cái chữ nhân quả thôi. Nhân quả nó gồm bốn luật, bốn nguyên tắc nhân quả sau đây. Bà con đi nghe pháp nên cầm cái cuốn sổ tay để ghi, nhiều khi đỡ ra nghe vậy mà có ai gọi vô mình biết ghi số phone của người ta. Nghe nè, nguyên tắc nhân quả gồm có bốn: một là nhân tạo ra quả, có nghĩa là mình làm việc thiện, việc lành thì mình sẽ được vui, được sướng. Mình làm việc xấu, việc bậy thì mình sẽ bị đau, bị khổ. Đó đó gọi là nhân, nhân tạo ra quả. Hoặc là bây giờ mình gõ vậy nè là nhân, mà cái tiếng động đó là quả. Mình ở dơ nó là nhân, mình ngứa nó là quả. Mình ở dơ là nhân, cái đầu mình nó hôi nó là quả. Hiểu không? Mình thấy ghét nó là nhân, mà chồng mình nó bỏ mình nó là quả. Hiểu không? Đó gọi là nhân quả. Đó, cái là nhân tạo ra quả. Cái luật thứ hai là quả tác động nhân. Cái thứ hai là quả tác động nhân, có nghĩa là do cái quả của kiếp xưa mà bây giờ mình sanh ra trong một cái hình hài, một cái thân phận như thế nào đó. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Ví dụ như mình sanh ra trong một cái thân, trong thân phận nhà giàu, hay là nghèo, xấu hay là đẹp, khỏe hay là bệnh, trên cái nền tảng của cái hình hài đó, của cái thân phận đó đó, chúng ta dễ dàng tu hay là dễ dàng làm bậy hơn. Hiểu không? Thì trường hợp đó được gọi là quả tác động nhân. Hiểu chưa? Có, các vị phải nhìn nhận với tôi, bắt buộc phải nhìn nhận cái đó. Có, chúng ta có mặt trên đời này nó là quả của kiếp xưa, và trên nền tảng của cái quả đó nó lại là điều kiện để chúng ta tiếp tục sống ác hay là sống thiện dễ hơn. Các vị phải đồng ý với tôi chuyện này. Khi mình nghèo nó có một số chuyện mình dễ làm hơn lúc mình giàu, đúng không? Có không? Khi mình nghèo á, và khi mình giàu cũng có một số chuyện mình dễ làm hơn lúc mình nghèo, đúng không? Đấy. Cho nên rồi khi mình bệnh, cái người mình nó eo uột, nó có một số chuyện mình làm được
hơn là lúc mình khỏe. Ví dụ như bây giờ các vị mà eo ổn bệnh, các vị có khả năng nằm cả tuần lễ trên giường được, chứ nếu mà các vị mạnh cùi cùi các vị đâu có nằm được, đúng không? Hiểu hả? Cho nên nó là cái chuyện rất là quan trọng ở đây, đó là nhân tạo ra quả, quả tác động nhân. Trợ thứ ba là nhân tác động nhân. Có nghĩa là sao? Mình làm ác với nó quen, cái ác này nó nuôi lớn cái ác kia. Mình làm thiện nó quen, cái thiện này nó nuôi lớn cái thiện kia, hiểu không? Ví dụ như mình thường vô chùa, mình quét chùa, thì hồi đầu mình chỉ quét thôi, cái sau đó mình lên, mình nâng cấp lên cái rửa chén rồi cái chùi cầu. Rồi bắt đầu mình đi chùa lâu ngày, nếu mà mình đi bằng lòng lành á, thì cái khả năng mình nghe người ta chửi đó, nó cũng quen. Khả năng mình chịu cực, chịu dơ nó cũng nhiều hơn, có đúng không? Thì trường hợp đó được gọi là nhân tác động. Nhân tác động nhân. Nha, nhớ nha. Trường hợp một là nhân tạo ra quả. Chỉ cái trường hợp đầu tiên là tạo ra thôi. Chỉ có một trường hợp nhân tạo ra quả. Còn mấy cái kia là tác động thôi nha. Nhân tạo ra quả, quả tác động nhân. Nhân tác động nhân và nhân tác động. Nhân tạo ra quả, quả tác động nhân, rồi nhân tác động nhân, rồi quả tác động quả. Quả tác động quả là sao? Khi mình nhận lấy cái quả lành hay quả xấu của đời trước, thì trên cái nền tảng đó mình dễ nhận thêm những cái quả khác tương đương, hiểu không? Ví dụ như bây giờ do cái quả xấu đời trước, tôi sanh ra tôi làm một người con gái nhà nghèo ở miền nông thôn thiệt là sâu, xem chưa? Đó là quả. Thì từ cái quả đó nó mới là điều kiện để tôi nhận thêm mấy cái quả khác, đó là tôi gặp một thằng chồng ít học, vũ phu, hiểu không ta? Bài bạc, một bà mẹ chồng không có ra gì, hiểu không? Còn nếu mà tôi có cái quả lành, tôi sanh vào trong một cái gia đình mà bên Âu Mỹ có ăn học, có tiền, một là tôi có điều kiện tôi đi vào mấy cái trường đại học lớn, tôi có bằng cấp, và những thành phần bạn trai mà tôi quen toàn là thứ ưu tú không, ưu tú không. Tôi nói thật, có một chuyện tôi nói ra rất là kỳ nha, rất là kỳ, nhưng mà lỡ thì nói luôn. Nếu mà các vị trước mặt tôi là đại gia đó, mà các vị muốn tìm cái chỗ mà kiếm dâu kiếm rể mà cho nó ngon á, khuyên các vị vào trong mấy cái trường đại học lớn của quốc tế. Thí dụ Mỹ có đại học Wisconsin, đại học Harvard, đại học John Hopkins, hay là đại học Columbia, mà Pháp có Sorbonne, Anh có Oxford hay Cambridge, Trung Quốc thì có đại học Bắc Kinh hay là Phúc Đáng ở Thượng Hải. Đi vào mấy chỗ đó, đó cho con học mấy chỗ đó tìm dâu tìm rể toàn là thứ ngon lành không à, nó giàu nó giỏi không nó mới vô trong mấy cái trường đó, hiểu không? Tức là do cái quả mình mới nhận được cái này cái kia, và khi mình nhận cái quả cỡ đó thì mình sẽ nhận những cái quả khác cái nó cũng ngang tầm, hiểu không? Còn khi mà cái quả mà nó đưa mình vô cái chỗ mà trời ơi, thì cái đó là cái nền để mà rước thêm mấy cái quả trời ơi nữa, hiểu không? Như vậy thì nói đến lý nhân quả nó gồm có bốn. Một là nhân tạo ra quả, rồi cái gì nữa? Quả tác động nhân, nhân tác động quả và quả tác động quả. Nhớ, thì cả đời của chúng ta và cả cái dòng sanh tử mấy trăm ngàn triệu tỷ kiếp, nó chỉ quẩn quanh trong bốn nguyên tắc này thôi. Cho nên hôm nay người học Phật nhớ cái này. Một, tôi chỉ tạo nhân lành, hạn chế nhân xấu. Để gì? Để mai mốt nhân lành nó tạo quả lành. Thứ hai, khi mà tôi nhận được quả xấu hay quả tốt, tôi sẽ không biến nó thành cơ hội để sống ác, mà tôi sẽ mượn nó làm cơ hội sống thiện, hiểu không? Hiểu chưa? Tức là cái luật đó là bốn, nhưng mà mình vấn đề là mình biết tận dụng cái luật đó hay không, hiểu không ta? Mà không có ghi cho nên không có nhớ, làm ơn nhớ giùm, đừng là làm cho tôi sợ chứ. Phật đản có mùa, Halloween cũng có mùa, chứ phải quanh năm. Hết giờ rồi kìa. Chúc các vị một ngày vui.